Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an, các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ và hè 2023. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, nhất là các hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định, vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, có phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Bộ, các Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng phương án tổ chức vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đi xe máy đâm vào giải phân cách rồi văng ra giữa đường, khiến người xem không khỏi sợ hãi. Cụ thể, một người đàn ông điều khiển xe máy khi vào khúc cua vẫn đi với tốc độ cao. Do không làm chủ được tốc độ, người này tông vào giải phân cách, loạng choạng tay lái rồi ngã văng ra giữa đường. Hiện chưa rõ địa điểm xảy ra sự việc cũng như tình trạng của nạn nhân, nhưng sau khi đăng tải, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm chú ý. Để đảm bảo an toàn, khi đi vào đoạn đường cong, cua, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, chỉ nên ôm cua ở tốc độ dưới 40 km/h. Khi trời mưa hay đường trơn trượt, cát hay đất, hãy giảm tốc độ đến mức thấp nhất có thể để vào cua để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và các bạn, mùa du lịch biển Sầm Sơn 2023 đã chính thức khởi động. Ngày đầu tiên sau lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn, tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông ổn định, không có tình trạng ùn ứ hay vi phạm luật giao thông đường bộ trên các tuyến đường tại thành phố Sầm Sơn. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ, trên nhiều tuyến đường tại thành phố Sầm Sơn, lượng người và phương tiện giao thông gia tăng, nhất là các xe ô tô chở khách du lịch, tuy nhiên không có tình trạng ùn tắc giao thông hay vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trước đó, thành phố Sầm Sơn đã ra quân xóa bỏ tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông, quy hoạch các bãi trông giữ xe rộng rãi, tạo thuận lợi cho người dân và du khách. Năm nay tôi thấy là Sầm Sơn rất chi là khởi sắc, đường xá là rất chi là đẹp và phương tiện giao thông đi lại rất thuận tiện cho du khách về với Sầm Sơn. An ninh trật tự thì rất chi là tốt, các du khách về rất vui vẻ và rất thích về Sầm Sơn. Tối hôm qua thì lễ hội bắn pháo hoa cũng rất đẹp và cơ sở hạ tầng vật chất từ ăn uống ngủ nghỉ khách sạn đến đường xá là rất chi là thuận lợi, thuận tiện cho du khách đến đây tham quan. Và mình mong sao mà chúc cho Sầm Sơn năm nay có một vụ hè là thật chi là đông khách và nhu cầu vật chất tất cả cơ sở hạ tầng, mong sao mà cứ như ngày khai trương và ngày hôm nay. Ngay sau đêm khai trương lễ hội du lịch biển 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn tiếp tục duy trì các lực lượng như công an, quy tắc, liên tục tuần lưu 24/24 giờ khép kín trên các tuyến đường để kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, trên tuyến đường Hồ Xuân Hương dọc bờ biển, nghiêm cấm triệt để người dân và du khách dừng đỗ xe trên vỉa hè, lòng đường sai quy định. Sau đêm khai mạc lễ hội Sầm Sơn 2023, lượng du khách về với Sầm Sơn từ ngày một tăng. Cái tình hình an ninh trật tự của Sầm Sơn thì bảo vệ là đánh giá là rất tốt, du khách và người dân rất hài lòng. Cái việc bố trí các lực lượng để đảm bảo an toàn giao thông cùng với công an thành phố thì cái này thì thành phố có đô thị thông minh giám sát cái việc mà đậu đỗ xe sai quy định, và cái này thì thực hiện 24/24 giờ và tuyên truyền nhắc nhở xử lý đối với những trường hợp mà cố tình vi phạm. Mùa du lịch năm 2023, Sầm Sơn phấn đấu đón 7,25 triệu lượt khách, từng bước đưa Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.